Kính chào toàn thể quý vị các bác cùng anh em. Rất vui mừng được gặp lại quý vị các bác các anh em trong video lần thứ hai ngày hôm nay. Thưa quý vị các bác cùng anh em, trước mắt quý vị các bác các anh em chúng ta đây là một đôi loa Bookcell, nó đến từ Anh Quốc. Đó là đôi loa Bookcell model là model sọp các bác nhá. Model sọp, còn cái model của nó tím sẽ ra đọc cho quý vị các bác các anh em chúng ta. Và bây giờ vào việc luôn, đó là đọc model và giới thiệu cho cận cảnh cho quý vị các bác các anh em chúng ta. Thì thưa quý vị các bác các anh em chúng ta, đây là đôi loa model sọp, nguyên bản ai căng của nó đậy vào là như thế này các bác nhá, lắp vào như thế này. Còn đây là bên này thì em đã mở ai căng ra và cái ai căng này bên này em đã tháo ra rồi. Thưa quý vị các bác các anh em chúng ta, dòng loa Bookcell luôn luôn sử dụng cấu hình là dòng loa hai đường tiếng. Đôi loa này sử dụng một loa bát có đường kính là 20 các bác nhá, loa bát có đường kính là 20. Cái màng của nó là màng giấy gân cao su lõm ngược vào trong như thế này, gọi là gân cao su lõm ngược các bác nhá, gân cao su lõm ngược. Cái màng giấy các bác nhá, tuyệt vời đẹp, một loa bát tuyệt vời đẹp luôn. Và đây là một loa siêu tép đỉnh cao các bác nhá, siêu tép đỉnh cao, tiếng tép đánh cực kỳ lảy, rất là hay. Danh giá. Và lỗ thông hơi ở phía trên. Đó. Đôi loa xung quanh sử dụng thùng gỗ lạng, tuyệt vời đẹp luôn anh em nhá. Tuyệt vời đẹp luôn. Thì đến với thông số model của loa đằng sau. Thì đôi loa model sọp model là MS 35TI các bác nhá. Model sọp model MS 35TI. Hàng của Anh Quốc các bác nhá, được sản xuất tại Anh Quốc. Rồi. Rất là đẹp, một đôi loa Bookcell và cái giá của nó thì rẻ vô cùng luôn và nghe chất âm cực kỳ hay các bác ạ. Rất hay luôn anh em nhá. Đôi loa model sọp này thì em Tiến có cái giá bán là 2.800.000 các bác nhá. Giá 2.800.000 đồng một đôi loa model sọp đến từ Anh Quốc, dòng loa Bookcell rất là hay các bác nhá. Rất tuyệt vời. Xung quanh sử dụng thùng gỗ lạng không sắt sẹo gì nha anh em nhá, rất là đẹp luôn. Giá 2.800.000 các bác nhá, 2.800.000. Và tiếp theo là đánh với lại một chiếc âm ly đờ lông PMA 760 các bác nhá, giá 5.600.000. Chiếc âm ly này em giới thiệu trong nhiều clip trước rồi, rất nhiều clip rồi, các bác thuộc lòng rồi các bác nhá, không phải giới thiệu lại nữa. Bây giờ mời quý vị các bác các anh em chúng ta cùng đón nghe âm thanh nhá. Rơi qua phố buồn cạnh lòng bao nhiêu.